Chào các bạn, mình vừa thực hiện những công đoạn cuối cùng của việc thẩm mỹ cần sinh môn, thẩm mỹ thường kín, nên là làm dịch vụ với bạn khách hàng và bạn thu nhỏ môi lớn. Môi lớn thủy đại thì là một trong những cái yếu tố là gây ra rất nhiều cái hệ lụy đối với các bạn nữ. Thứ nhất là cái hậu quả đấy là việc là mình sẽ thấy là nó thiếu thẩm mỹ, thì khi môi lớn thủy đại nó trùm ra bên ngoài thì khi các bạn mặc những bộ đồ bó sát thì nhìn nó bị lộ, nó nhìn nó khá là phản cảm. Thứ hai là môi lớn thủy đại thì lúc quan hệ thì nó bị đau rát do cái môi lớn bị cọ sát vào trong quá trình chúng ta quan hệ. Thứ ba đấy là khi môi lớn nó thủy đại nó sẽ che lấp vào phía bên trong nên là rất dễ bị viêm nhiễm, nhiễm trùng. Đấy là những cái hậu quả của việc môi lớn thủy đại, nên là chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Và những việc đấy không chỉ là đi làm đẹp mà còn giúp chúng ta nó thấy tự tin hơn trong cuộc sống, và đỡ bệnh tật, đỡ viêm nhiễm và quan hệ đỡ đau rát. Đây là một vị khách hàng vừa thực hiện xong cái dịch vụ này. Bạn thấy có đau không? Bác sĩ không đau. Cảm ơn bạn. Và các bạn nào có nhu cầu làm thẩm mỹ dịch vụ là thu nhỏ môi lớn thì có thể để lại số điện thoại, sẽ được bác sĩ và các bạn nhân viên sẽ tư vấn tận tình cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.